trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khó thở máy. Vâng. Kính thưa các thầy, các cô và các anh, các chị và các bạn, thì em cũng xin được hôm nay thì em cũng được bên ban tổ chức tạo điều kiện để cho em báo cáo đây là cái đề tài nghiên cứu sinh của em. Dưới sự hướng dẫn của cô tiến sĩ Chu Thị tiến sĩ Lê Thị Diễm Tuyết ở trường phó trưởng khoa hồi sức tích cực và phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Phúc Nguyệt bộ môn dinh dưỡng của trường Đại học Y Hà Nội. Đề tài của em là hiệu quả chế độ dinh dưỡng giàu lipid trong điều trị bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thở máy. Như chúng ta đã biết là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thở máy thì khá là nặng nề. Thế và chúng ta thấy là về chế độ dinh dưỡng thì nó còn khá mới đối với Việt Nam. Và những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì liên quan đến vấn đề về dinh dưỡng cũng khá là quan trọng. Chúng ta thấy là suy dinh dưỡng ở bệnh nhân thường do là bệnh nhân thở gắng sức, làm tiêu hao năng lượng so với lúc nghỉ là khoảng 10-15%. Và trên bệnh nhân này thì có khó thở, thở miệng thì cũng làm cho bệnh nhân thay đổi mùi vị của thức ăn. Tăng tiết chất nhầy mãn tính cũng làm cho bệnh nhân tiêu hao năng lượng. Và cuối cùng là yếu tố viêm, bệnh nhân tiết ra các yếu tố viêm cũng làm cho tiêu hao năng lượng, làm cho bệnh nhân tụt cân trên lâm sàng. Và hậu quả của suy dưỡng thì làm cho bệnh nhân tăng nhiễm trùng, tăng nguy cơ tử vong. Và chúng ta thấy là tại Việt Nam năm 2009 thì Nguyễn Thị Xuyên và cộng sự nghiên cứu cho thấy tỷ lệ CVD là 4,2%. Và của WHO năm 2015 thì cho thấy tỷ lệ CVD chiếm tỷ lệ là 6,7%, nhưng chưa có thực sự có một nghiên cứu đánh giá hiệu quả về chế độ ăn dầu lipid và hàm lượng gluten xít thấp cho bệnh nhân này. Chính vì thế chúng em tiến hành nghiên cứu hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là đánh giá tình trạng dinh dưỡng trên bệnh nhân đợt cấp CVD thở máy tại Bệnh viện Bạch Mai. Và thứ hai nữa là ứng dụng và đánh giá hiệu quả chế độ dinh dưỡng này trên bệnh nhân đợt cấp CVD thở máy. Thế thì về tổng quan thì bệnh nhân được chẩn đoán đợt cấp CVD và đánh giá các cái mức độ nặng thì dựa vào theo Antonisen và được chẩn đoán theo tiêu chuẩn vàng. Thế và tổng quan thì chúng ta thấy là suy dưỡng, suy kiệt ở bệnh nhân này thì như thế nào? Bệnh nhân suy đi thì chúng ta thấy có nhiễm trùng làm tăng tiết các yếu tố viêm, làm cho phân giải protein và làm giảm khối cơ dẫn đến bệnh nhân suy dưỡng các mức độ. Và nếu như chúng ta không can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ gì ạ? Sẽ đến dẫn đến suy kiệt. Thế và bệnh nhân có chán ăn làm cho bệnh nhân trên bệnh nhân có chán ăn đồng thời là có thể là làm cho bệnh nhân thiếu năng lượng đưa vào so với nhu cầu khuyến nghị thì cũng gây nên suy dưỡng và suy kiệt. Rồi bệnh nhân có khó thở làm tăng tiêu hao năng lượng. Rồi khi đó thì bệnh nhân suy chúng ta thấy là dùng thuốc cũng làm cho thay đổi chuyển hóa, cũng gây nên suy dưỡng. Và cuối cùng là yếu tố về tài chính, có những bệnh nhân gì ạ, về kinh tế cũng khó khăn thì cũng làm cho bệnh nhân suy dưỡng. Và trên thực tế điều trị bệnh nhân cũng đã gặp những bệnh nhân chỉ có tiền để điều trị về thuốc mà thôi, chứ còn về dinh dưỡng thì người ta cũng gì ạ, người ta cũng gặp khó khăn. Thế và yếu tố cuối cùng là yếu tố leptin ở trong máu giảm, thì cái điều này nó làm cho gì ạ, cho bệnh nhân luôn luôn có cảm giác no trên lâm sàng và bệnh nhân cũng gì chính vì thế nó ức chế làm cho bệnh nhân không có cảm giác đói và dẫn đến suy dưỡng. Thế và hậu quả của suy dưỡng thì chúng ta thấy là tăng tỷ lệ tử vong. Còn nếu như bệnh nhân có điều trị thì điều trị cũng kém hiệu quả, thời gian nằm viện kéo dài thì từ đó làm cho chi phí tăng lên và tăng nhập viện, chúng ta thấy là gì ạ, giảm chất lượng cuộc sống. Và suy dưỡng thì cũng làm cho bệnh nhân giảm vận động, thay đổi chuyển hóa cấu trúc trong cơ thể, thì chúng ta thấy là đấy là cái hậu quả. Và biểu hiện trên lâm sàng của suy dưỡng thì có sụt cân teo cơ, giảm sức mạnh của cơ, rồi giảm chức năng hô hấp và giảm tốc độ chuyển hóa, giảm nhiệt độ teo cơ, phù và suy giảm miễn dịch. Thế và đối tượng nghiên cứu của em thì là những bệnh nhân được nhập viện chẩn đoán xác định được cấp CVD thở máy. Lúc đầu thì trong cái nghiên cứu của chúng em thì chỉ lấy ở khoa hồi sức tích cực, nhưng vì bệnh nhân vào không được tập trung giải rác theo mùa, cho nên là chính vì thế em cũng đã xin các thầy là cho em làm ở ba khoa, trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai và khoa cấp cứu A9.
tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân thì bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu và tuổi dưới hoặc bằng 90 tuổi, và bệnh nhân được chẩn đoán đợt cấp SUBI tiêu chuẩn loại trừ là những bệnh nhân kèm theo suy thận hoặc có rối loạn mỡ máu khi tri trên 400 mg trên đầy lít, hoặc là bệnh nhân có suy gan, có rối loạn tiêu hóa hoặc có khuyết tật cơ thể, hoặc là những bệnh nhân ung thư phổi và những bệnh nhân không hợp tác thì chúng ta cũng loại trừ. Địa điểm tại khoa ICU phòng cấp cứu của trung tâm hô hấp và khoa cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai, thời gian nghiên cứu là năm 2013 đến năm 2016, và cỡ mẫu áp dụng dựa vào sự khác biệt trung bình cân nặng của bệnh nhân trước và sau khi can thiệp. Thì nghiên cứu này em đã lựa chọn được 118 bệnh nhân, trong đó chia ra làm hai nhóm, nhóm chứng và nhóm can thiệp. Thì nhóm can thiệp lúc đầu thì trong cái nghiên cứu của em là giữa phối hợp giữa súp và sữa, nhưng sau khi mà thông qua đề cương cấp cơ sở, thông qua đề cương thì các thầy có yêu cầu là cần phải tách ra nhóm súp và nhóm sữa riêng để sau này khi nghiên cứu kết quả thành công thì xem nhóm nào sẽ thành công hơn nhóm nào, thì như thế nó sẽ rõ hơn. Thế và trong nghiên cứu của em thì có tách ra cái nhóm can thiệp là nhóm súp và nhóm sữa, thì sữa ở đây là sữa Ensure, còn súp thì do của trung tâm dinh dưỡng bệnh viện Bạch Mai sản xuất. Thế và thiết kế nghiên cứu là thiết kế nghiên cứu thử nghiệm can thiệp có đối chứng. Thế và nhóm can thiệp thì được tính theo mức năng lượng dựa vào công thức Harris Benedict, mức năng lượng từ 28 đến 35 kilocalo trên kg cân nặng ký được trong một ngày, và mức lipid thì từ 35 đến 45% tổng năng lượng protein là 1,2 đến 1,7 gram trên kg trong một ngày, và glucid chiếm từ 40 đến 55%. Thì trong cái phần này thì từ 10 đến 15% lượng lipid sẽ được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, thì đối với đấy là nhóm súp. Thế còn nhóm Ensure thì tất cả các thành phần dinh dưỡng đã được nhà sản xuất của công ty Abbott, người ta đã sản xuất đóng ở trong một cái lon sữa, thì chúng em nuôi dưỡng hoàn toàn bằng Ensure, không can thiệp nuôi dưỡng tĩnh mạch. Và nhóm súp miền này thì chúng em chỉ định là lấy các cái ký hiệu là HP1 đặc biệt, tức là lấy các cái ký hiệu này của dựa trên nền các cái ký hiệu chế độ ăn của bệnh của trung tâm dinh dưỡng đã có, và ghi chữ đặc biệt để có một cái chế độ ăn cho từng bệnh nhân cụ thể. Thế còn dịch truyền thì có sử dụng ở trong khoa dược có là smooth lipid, lipidem, lipopolin và tỷ lệ 20%. Thế và Ensure thì chúng em được hai thành phần này thử nuôi qua đường tiêu hóa. Thế và súp thì đã được xét nghiệm lần thứ nhất súp thì năng lượng có 69 kilocalo trong 100 ml, tức là về thì lý thuyết thì 100 kilocalo sẽ ở trong là 100 kilo trong 100 ml, nhưng khi em đi xét nghiệm ra thì chỉ có 69 thôi ạ. Thế và từ đó thì là về điều chỉnh lại súp cộng thêm 30% nữa, tức là gì ạ, trong 100 ml súp thì sẽ có 130 kilocalo về lý thuyết, thì khi chúng em đi xét nghiệm lại thì nó được là 99 kilocalo trong 100 ml. Thế còn sữa Ensure thì xét nghiệm chỉ duy nhất một lần thôi, và đây là ngẫu nhiên, thì ra được 99 kilocalo trong 100 ml. Thế và nghiên cứu này thì gồm có 9 bước. Bước thứ nhất là em đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân dựa vào BMI, dựa vào công thức SGA và dựa vào điều tra khẩu phần ăn và dựa vào xét nghiệm trên lâm sàng. Bước thứ hai là chẩn đoán suy dinh dưỡng, chẩn đoán dinh dưỡng. Bước thứ ba là lựa chọn phương thức nuôi thì đã được xác định ngay từ đầu. Và bước thứ tư là tính sau khi đánh giá tình trạng dinh dưỡng thì tính thành phần dinh dưỡng cụ thể trên từng bệnh nhân. Và bước thứ năm, trao đổi với bác sĩ điều trị chỉ định vào bệnh án. Bước thứ sáu thì bác sĩ sẽ chỉ định vào bệnh án bên điều trị, và điều dưỡng sẽ báo cái ký hiệu ăn đó theo ISO của trung tâm của bệnh viện Bạch Mai. Và bước thứ bảy thì em sẽ là người trực tiếp về xây dựng thực đơn, và bước thứ 8 là theo dõi đánh giá trên lâm sàng. Bước thứ 9 là bệnh nhân thanh toán theo chế độ ăn viện phí của bệnh viện. Đây là
là phương tiện nghiên cứu thì có súp của bệnh viện, súp sữa thì em xin được của hãng Abbott, người ta tài trợ 50% cho bệnh nhân, thì bệnh nhân chỉ phải trả 50% mà thôi. Thế còn súp thì cũng chỉ tính theo giá HP01 và HP02, lúc đó là 75.000 một suất. Nếu như bệnh nhân ăn theo ký hiệu HP01 đặc biệt thì chỉ trả có 75.000, còn HP02 là 83.000. Thế và có lên điều chỉnh từng bệnh nhân thì cũng không có, bệnh nhân cũng không phải trả thêm cái tiền thêm đó. Thế và lipid thì được chỉ định và nhập ở khoa dược. Thế và ở đây là có máy được súp này thì có những cái chai này thì là được lấy sử dụng từ những cái chai dịch truyền của bệnh viện lấy về và được hấp sấy, rồi được hấp sấy và sau đó thì súp đã được chế biến theo đúng quy trình ISO và được đóng chai thì đưa lên trên bệnh phòng. Thế và sử dụng cân nằm thì cân ở hồi sức tích cực và cân ở trên những bệnh nhân ở trên hô hấp thì sử dụng cân điện tử. Thế và máy thở và thước thì em có sử dụng cái thước đây, thì thước của hồi sức tích cực đây thì chính là cái thước xây dựng ạ. Xong các anh các chị đấy đóng hai cái thanh nhôm vào và kéo ra, bệnh nhân nằm thẳng trên một mặt phẳng và kéo hai đầu để đo và trừ đi 0.7 cm khi bệnh nhân nằm thì ra chiều cao đứng. Thế còn sữa em xua thì của công ty Abbott họ đưa vào khi hết của trường sinh họ gọi, nhưng mà bệnh nhân được giảm đi 50%. Và số liệu thu thập thì em thu thập nhân chắc chiều cao bên cân nặng của bệnh nhân trước khi can thiệp và sau khi kết thúc can thiệp, đo chiều dài nằm của bệnh nhân hoặc là chiều cao đứng một lần khi can thiệp, lượng ăn của bệnh nhân thì hàng ngày và tình trạng phù trước khi can thiệp và kết thúc can thiệp, các cái chỉ số về dinh dưỡng, chỉ số albumin, prealbumin, protein và chỉ số cholesterol và triglycerides, các cái chỉ số khác để theo dõi điều trị phối hợp trên lâm sàng cho bệnh nhân. Đánh giá phân loại theo BMI của Tổ chức Y tế Thế giới thì em dựa vào theo BMI của năm 1998 theo châu Âu thì từ 18,5 đến 24,9 là bình thường. Nếu như bệnh nhân có thiếu cân nhẹ thì từ 18,49 đến 17 và gây mức độ trung bình là 16,9 đến 16 và nghiêm trọng là dưới 16 và bây giờ thì người ta gọi là hội chứng suy mòn. Thế và thừa cân và béo phì độ 1, béo phì độ 2, độ 3 thì cũng dựa theo tiêu chuẩn này. Thế còn đánh giá tổng thể đối tượng khi bệnh nhân BMI mà bệnh nhân có phù, trên bệnh nhân này có phù thì chúng ta thấy là đánh giá theo các phương pháp SGA. Nhưng tất cả những bệnh nhân trong nghiên cứu này thì em đều đánh giá hai phương pháp đó là BMI và SGA để xem cái độ so sánh giữa hai phương pháp đó kết quả như thế nào. Thì phương pháp SGA 3 mức A, B, C thì mức A không có suy dinh dưỡng, mức B có suy dinh dưỡng mức độ nhẹ đến vừa và mức C là suy dinh dưỡng, nguy cơ suy dinh dưỡng mức độ nặng. Thế còn xét nghiệm về chỉ số hóa sinh thì chỉ số creatinine bình thường nằm từ 20 đến 40 mg trên decilit. Khi có giảm từ 15 đến 10 là suy dinh dưỡng mức độ nhẹ, mức độ trung bình từ 10 đến 5 và mức độ nặng là dưới 5. Thế còn chỉ số albumin thì bình thường là 35 đến 50. Nếu như có suy dinh dưỡng mà giảm từ 33 đến 28 là mức độ nhẹ. Còn mức độ trung bình là 27 đến 21 và nặng là từ 21 trở xuống. Thế và phương pháp được xử lý, nghiên cứu được xử lý theo chương trình SPSS, EpiData và sử dụng các cái test thống kê ANOVA, ST, rồi Fisher khi so sánh, rồi theo khi bình phương khi phân bố không chuẩn hoặc là Whitney thì rồi Wilkerson khi mà các cái cỡ mẫu không chuẩn thì em sử dụng các cái test này. Và sai số khống chế, sai số thì sai số nhớ lại và ước lượng thì khắc phục là phỏng vấn, tránh phỏng vấn khi bệnh nhân này, hướng dẫn cho bệnh nhân hoặc là ước lượng thực phẩm nếu như bệnh nhân có thể tiếp xúc được, và những cái bệnh nhân mà thở máy không xâm nhập, còn những bệnh nhân mà thở máy xâm nhập thì em cũng không thể khai thác vấn đề này, thì thay thác trên người nhà bệnh nhân ạ. Thế và sơ đồ nghiên cứu thì có 118 bệnh nhân, thì có trong đó có 73 bệnh nhân là khoa hồi sức tích cực, 41 bệnh nhân ở trung tâm hô hấp và 4 bệnh nhân ở khoa cấp cứu A9. Vì lý do 4 bệnh nhân là em cứ can thiệp nhưng sau 3 ngày thì bệnh nhân lại
gì ạ, lại chuyển đi chuyển lên hồi sức hoặc là chuyển lên trung tâm hô hấp, hoặc là bệnh nhân lại xin nặng xin về. Cho nên là chính vì thế em không lấy được nhiều ở khoa cấp cứu A9, em chỉ lấy được ở trung tâm hô hấp chỗ của Hạnh và cô Phương và chỗ thầy Bình và Tuấn. Thế nhóm can thiệp thì nhóm sốt thì được, và nhóm sốt thì tổng nhóm can thiệp là 78 bệnh nhân, nhưng mà nhóm sốt thì được 44 bệnh nhân và nhóm nam su em chỉ lấy được có 34 bệnh nhân, vì thời gian nghiên cứu của em nó cũng không cho phép dài, cho nên là trong cái thời gian đó em chỉ lấy được thế. Còn nhóm trứng là 40 bệnh nhân, và thu thập số liệu thì kết quả nghiên cứu như sau ạ. Phân loại đối với tuổi thì trung bình tuổi là 70 cộng trừ 70 tuổi, và đối với trên 65 tuổi là chính là có 72% và dưới 65 tuổi là 27,9%. Đối với nam thì trong nghiên cứu của em là nam chiếm đa số là 84,7% và nữ thì có 15,3%. Thế còn về hút thuốc thì có chiếm 90,7% là hút thuốc. Thế và kết quả đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo BMI thì bệnh nhân có suy dưỡng chiếm 73,7%, và suy dưỡng nhẹ thì chiếm 26%, suy dưỡng trung bình 21% và suy dưỡng nặng là có 26%. Bệnh nhân duy nhất chỉ thừa cân có một bệnh nhân mà thôi. Trong những bệnh nhân suy đi, 118 bệnh nhân suy đi thở máy thì có duy nhất một bệnh nhân là thừa cân ạ. Thế còn có 25,4 là tình trạng dinh dưỡng bình thường. Thế đánh giá chỉ số SGA thì có bệnh nhân có 3,4% là bệnh nhân không có nguy cơ suy dưỡng. Thế còn mức B là người suy dưỡng mức độ nhẹ đến vừa là 55,1, và mức C là 41,5% trên cái đánh giá nguy cơ suy dưỡng. Thế và chỉ số về hóa sinh thì chỉ số creatinin thì bình thường chiếm 42,3%, và bệnh nhân có suy dưỡng mức độ nhẹ chiếm 45,9% và suy dưỡng mức độ trung bình là 10% và suy dưỡng mức độ 0,9. Thế còn về chỉ số albumin thì bình thường có 9,8% và có suy dưỡng các mức độ thì chiếm trên 80%. Về chỉ số mỡ máu thì trước khi can thiệp cho thấy là chỉ số triglyceride trong giới hạn bình thường là chiếm có 88 bệnh nhân. Đấy, em chỉ lấy được 88 bệnh nhân mà thôi thì chiếm là 100% là bệnh nhân chỉ số bình thường. Cholesterol là chỉ có 5,8% là trên ngưỡng 5,2. Thế còn lại là 94,2 bệnh nhân là nằm trong ngưỡng bình thường. Thế em điều tra về khẩu phần ăn của bệnh nhân CBD trước khi can thiệp thì như thế nào? Khẩu phần ăn khi mà bệnh nhân vào phòng cấp cứu thì khi khai thác thì mức năng lượng bệnh nhân chỉ nạp vào có 773 kilocalo trên một ngày mà thôi. Mà trong khi đó theo như khuyến nghị của Bộ Y tế năm 2007, khuyến nghị này là em so sánh với bệnh nhân nhiễm trùng, chứ còn khuyến cáo của khuyến nghị của bệnh nhân CBD là chưa có, thì chỉ đạt được có 46%. Tỷ lệ các thành phần sinh nhật đó là protein, lipid, glucid thì cũng chỉ đạt có 46, 67 và 38% mà thôi. Em so sánh với lại khẩu phần ăn của bệnh CBD của Mỹ thì cái mức năng lượng cũng đạt có 46,1% và protein, lipid là 37, 33 và 62% so với khuyến nghị. Đánh giá hiệu quả chế độ dinh dưỡng khi can thiệp cho bệnh nhân này thì như thế nào? Năng lượng trên bệnh nhân này em can thiệp thì trung bình là nhóm súp là 39 kilocalo, còn nhóm ensu là 33 kilocalo trên kg cân nặng trong một ngày. Trong khi đó nhóm trứng chỉ có 29 kilocalo mà thôi. Và lipid thì trong nghiên cứu của nhóm súp là 40%, nhóm lipid nhóm súp là 40%, glucid 40% và protein là 20%. Tính ra là protein là 1,9 gram trên kg cân nặng trong một ngày. Thế còn nhóm nam su thì tính ra là các cái tỷ lệ lipid là 29, glucid là 53 và protein là người ta đã khuyến cáo ở trên cái thành phần của súp rồi. Thế còn nhóm trứng thì trung bình là lipid là 37%, glucid 44, protein là 16%. Thế nhưng
Cụ thể trên từng bệnh nhân thì có bệnh nhân thì thừa dinh dưỡng, có bệnh nhân thì thiếu dinh dưỡng. Đây là tính tỷ lệ trung bình cho bệnh nhân ạ. Thế về cân nặng sau khi can thiệp thì nhóm súp trước khi can thiệp là 44,44 kg, và sau khi can thiệp thì là 44,9 kg, tăng 0,5 kg. Còn nhóm Ensure thì trước khi can thiệp là 43,8, nhưng sau khi can thiệp là 45 kg. Thế còn nhóm trứng thì có trước khi can thiệp là 45,6, nhưng sau khi can thiệp tiếp tục thì còn 44,5 trên lâm sàng của hai nhóm này ạ. Thay đổi FCA như thế nào? FCA của nhóm súp trước khi can thiệp thì mức A là có 1,7, nhưng sau khi can thiệp thì đã về không khu suy dưỡng là 22%. Thế và nhóm Ensure thì từ 8,5% sau trước khi can thiệp và đã sau khi can thiệp đã không có nguy cơ suy dưỡng là 18,6%. Thế còn nhóm trứng thì lại tăng lên là từ 1,7 lên là 8,5%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Thế còn chỉ số về sinh hóa thì sao? Chỉ số về creatinin thì sau khi can thiệp từ 16,7 thì đã lên là trở về chỉ số bình thường là 20. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Và protein và albumin ở nhóm súp và nhóm Ensure cũng lên, cũng đã cải thiện trước và sau can thiệp, nhưng nhóm trứng thì không có sự khác biệt. Chỉ số về cholesterol thì chỉ số về triglyceride thì trước và sau khi can thiệp của nhóm súp không có thay đổi nhiều. Mặc dù là nhóm súp là tỷ lệ sử dụng lipid là 40% về triglyceride và cholesterol. Về chỉ số khí máu động mạch trước và sau khi can thiệp thì cho thấy là nhóm súp và nhóm trứng, nhóm súp là trước khi can thiệp là PCO2 là 62 thì sau khi can thiệp có giảm là 58,8. Nhóm Ensure cũng thế. Thế còn nhóm trứng thì không có sự thay đổi. Về biến chứng khi nuôi đường tiêu hóa thì như thế nào? Đối với tiêu chảy thì chỉ có hai bệnh nhân ở nhóm sữa Ensure, táo bón thì chỉ có một bệnh nhân. Dịch tồn dư dạ dày, tức là nuôi mà bệnh nhân ăn không tiêu thì chỉ có 4 bệnh nhân mà thôi. Thế và nhóm Ensure thì có 3 bệnh nhân, cho thấy là biến chứng gặp trên cái nhóm nghiên cứu này cũng tỷ lệ cũng khá là ít. Đối với ngày can thiệp thì ngày can thiệp trung bình của nhóm súp là 10,7 ngày, thì đối với nhóm Ensure là 9,6 ngày, nhưng trong khi nhóm trứng là 14,3 ngày. Thì kết quả này cũng bước đầu cho thấy là can thiệp dinh dưỡng thì cái thời gian điều trị nếu đáp ứng thì cũng đã cải thiện. Số ngày thở máy thì trung bình nhóm súp là 11 ngày, nhóm Ensure là 9,6 ngày, trong khi đó nhóm trứng là 13 ngày. Sự khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê. Và kết quả thì điều trị thì bệnh nhân ổn định ra viện thì chiếm 81%, còn bệnh nhân nặng xin về là chiếm 18,6%. Trong nghiên cứu kết luận là đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước khi can thiệp theo chỉ số BMI thì bệnh nhân có suy dưỡng chiếm 73,7%, còn theo chỉ số FCA là nguy cơ suy dưỡng mức độ nhẹ trung bình là cao nhất là 55,1, và có nguy cơ suy dưỡng mức độ nặng là 41,5%. Còn theo chỉ số hóa sinh thì creatinine dưới mức bình thường chiếm 60,2%. Đối với khẩu phần ăn thực tế thì thấp hơn so với nhu cầu khuyến nghị năng lượng, chỉ đạt 41-46%. Khi ứng dụng đánh giá hiệu quả khi can thiệp dinh dưỡng thì có sự thay đổi về cân nặng giữa nhóm trứng, nhóm súp và nhóm can thiệp. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Còn này có sự thay đổi về chỉ số đánh giá sau khi can thiệp, chỉ số FCA có thể cải thiện rõ ở nhóm can thiệp nhưng ít cải thiện ở nhóm trứng. Thế và chỉ số hóa sinh thì nhóm súp là trước khi can thiệp về chỉ số creatinin thì sau khi can thiệp đã tăng là 56%, thì nhóm Ensure cũng tăng là sau khi trước khi can thiệp 52 và sau khi can thiệp là tăng lên 60%. Nhóm trứng thì lại
ngày can thiệp thì nhóm ENSU là 9,6 ngày, nhóm sốt là 10 ngày, còn nhóm trứng là 14 ngày. Thì tức là gì ạ? So với nhóm can thiệp thì tăng 4 ngày. Biến chứng khi can thiệp thì tỷ lệ gặp rất là ít và giảm. Thế và trong cái nghiên cứu này thì cũng có hai khuyến nghị là bệnh nhân và trình đi nằm viện thì cần phải được sàng lọc dinh dưỡng và đánh giá tình trạng dinh dưỡng nhằm phát hiện những bệnh nhân có nguy cơ để can thiệp kịp thời. Khuyến nghị thứ hai là bệnh nhân được can thiệp dinh dưỡng chế độ dầu lipid, được nuôi dưỡng bằng đường tiêu hóa và một phần nuôi dưỡng đường tĩnh mạch sẽ an toàn, đồng thời là giúp đem lại cái hiệu quả điều trị cao cho bệnh nhân, cải thiện trên lâm sàng cũng như cải thiện về chỉ số về dinh dưỡng. Đây là những cái hình ảnh, đây là một số một trong có những bệnh nhân trong số 118 bệnh nhân em can thiệp. Đây là hai bệnh nhân ở trung tâm của bệnh viện Bạch Mai, và đây là bệnh nhân dạ vâng, còn bệnh nhân này nằm ở khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai. Đây là toàn bộ cái nghiên cứu của em sơ bộ. Em cảm ơn các xin cảm ơn bài trình bày của